đoàn thiên sứ vui lên, hỡi những mầu nhiệm thánh hãy vui mừng. Kèn cứu rồi hãy ca khúc khai hoàn của vua trời, cùng vui lên toàn trái đất đã được ánh sáng rực rỡ chiếu soi. Ánh sáng huy hoàng của vua muôn đời soi chiếu, trần gian hay nhận biết mình đã được thoát bóng tối tăm. Cùng vui lên giáo hội là mẹ chúng ta, vì đã được tô điểm bằng ánh sáng thực huy hoàng. Khắp trong cung điện thánh Chúa, toàn dân hay vang lên tiếng ca cùng anh em thân yêu đang dự vào ánh sáng đêm nay. Xin cùng tôi cầu Chúa cao cả xót thương, dù tôi không đáng, nhưng người đã đoái thương cho nhập hàng giáo phẩm. Cúi xin muôn ơn người soi sáng, để tôi ca cho đến muôn đời ánh sáng này. Vì Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng ta hằng sống hằng trị cùng Ngươi, là một với Chúa Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Là chính đáng phải đem cả tâm trí lên tiếng ca tụng Đức Chúa Cha, Đấng thiêng liêng toàn năng. Đức Giêsu Kitô con một Chúa, Chúa chúng con, nơi Cha cả muôn đời đã thay chúng con trà nở hoa rong, đã lấy máu rửa bàn ăn tổ tông. Vì đây là lễ vượt qua, lễ mà chiên thật đã bị giết, nơi cửa người tin hữu đã ghi dấu máu chiên. Này là đêm Chúa đã đưa tổ tông chúng ta, con cái Israel, ra khỏi Ai Cập, qua biển đỏ vẫn khổ chân. Này là đêm mà cột lửa ánh sáng đã xua đuổi bóng đen tối. Này là đêm các người có lòng tin Chúa Kitô được cứu khỏi bóng đen tội khiên và vết nhơ trần gian. Đêm họ được đưa về hợp đoàn các thánh và cùng với ơn thiêng.
Này là đêm Đức Kitô bè xiềng xích sự chết, khai hoàn ra khỏi địa ngục. Nếu không được cứu thoát, chúng ta sinh ra nào có ích chi? Ôi là lùng thay, lòng Chúa yêu thương chúng con, lòng yêu Chúa không hiểu được. Để cứu đoàn tôi tớ, Chúa đã nộp chính ngôi con. Ôi tôi a dòng, thật là cần thiết, tôi đã được tẩy xóa nhờ cái chết của Chúa Kitô. Ôi tôi hồng phúc, vì đã cho chúng ta đấng cứu chuộc cao sang. Ôi đêm hạnh phúc, mình người biết giờ Chúa Kitô từ cõi chết tái sinh. Này là đêm mà sách thánh đã chép, đêm mây sáng như ban ngày, đêm mây là ánh sáng chiếu soi cho ta những niềm vui sướng. Vì thế sự thánh thiện của đêm nay xua đuổi tội ác, tẩy trừ vết nhơ, cho kẻ có tội được trong sạch, cho người ưu phiền được mừng vui. Nó phá tan ghen ghét, mang lại hòa thuận và quy phục mọi quyền binh thế gian. Kinh lạy Cha Chi Thánh, trong ơn phúc đêm nay xin nhận lấy của lễ ban chiều, là hương thơm mà giáo hội Chúa dâng tiên trong nghi lễ nên xa hợp này dâng lên. Bây giờ chúng con hiểu ý nghĩa của nên sáp này, dù phân chia đi nhiều nơi cũng không mòn hao, vì là lửa của nến sáp do ông mẹ đã gây ra. Ôi đêm thật hạnh phúc, đêm bóc lột người Ai Cập và làm giàu người Do Thái, đêm hòa hợp đất với trời, loài người với Thiên Chúa. Xin Chúa cho cây nến này dâng lên kinh Chúa, cháy luôn để tiêu diệt tâm tối đêm nay. Ước chi ánh sáng của nó như hương thơm, hòa hùng hợp cùng các ánh sáng tinh tu trên trời cao. Ước chi sao mai còn thấy nó đang cháy, ngôi sao không biết giờ lặn, ngôi sao ra khỏi âm phủ, soi sáng chung cho cả khắp nhân gian. Lạy Chúa, trong dịp lễ vượt qua vui mừng này, xin Chúa ban cho chúng con được bình an. Nguyện che chở và dẫn dắt con cái Chúa, giáo dân và giáo sĩ. Đức Thánh Cha và Đức Giám Mục của chúng con.
Xin Chúa đoái nhìn đến nhà cầm quyền của chúng con. Xin lòng thương vô biên Chúa dẫn đưa lòng chi họ yêu công bình và chân lý, để nhờ công việc dưới thế cùng với dân Chúa họ đang được hưởng mai sau trên nước trời chính quê hương. Vì Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần muôn đời. Amen.